Sau cuộc họp chính sách, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã ra quyết định tăng lãi suất cơ bản của ngân hàng này thêm 0,5 điểm phần trăm, lên mức 4,25 đến 4,5%. Đây là đợt tăng lãi suất quy mô nhỏ nhất của cơ quan này kể từ tháng 6 năm 2022, khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ đang cố gắng kiềm chế lạm phát mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế. Giới đầu tư trên thị trường chứng khoán và hàng hóa đã phản ứng trái chiều sau động thái trên của Fed. Chứng khoán Mỹ đã giảm cùng với đồng đô la sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed lại tăng lãi suất với mức tăng 0,5 điểm phần trăm và báo hiệu rằng cơ quan này sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 0,4%, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,8%. Các sàn giao dịch chứng khoán tại châu Âu cũng khép phiên giao dịch ngày 14 tháng 12 với mức giảm nhẹ. Có thể Fed đang sử dụng dự báo lãi suất rất cứng rắn của họ để đảo ngược những kỳ vọng nới lỏng đã xuất hiện trong mấy tháng gần đây. Các điều kiện tài chính trên thị trường đã nới lỏng vì những kỳ vọng như vậy, và đó là điều Fed không muốn chứng kiến cho tới khi họ thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Sau quyết định của Fed, đồng đô la Mỹ cũng giảm so với đồng euro và tăng nhẹ so với đồng bảng Anh. Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu thô Brent miền Bắc tăng lên 82,7 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu WTI tăng lên 77,28 đô la một thùng. Cuộc đua tăng lãi suất để chống lạm phát của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu năm nay đang đẩy nền kinh tế thế giới tới bờ vực suy thoái, đồng thời gây áp lực lớn đối với giá các tài sản rủi ro như cổ phiếu. Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đang tiến tới năm giảm đầu tiên kể từ năm 2018, với mức giảm phần trăm cả năm lớn nhất từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Nga sẽ chuyển hướng cung cấp năng lượng cho thị trường của các quốc gia thân thiện. Đó là tuyên bố vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra chỉ ít ngày sau khi các nước phương Tây đạt được thỏa thuận về việc đặt giá trần đối với dầu của Nga ở mức 60 USD trên một thùng. Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Dự án Quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow dự định tìm kiếm quan hệ đối tác với các quốc gia trong khu vực như châu Á, Trung Đông, Mỹ Latin và châu Phi. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các đối tác tiềm năng ở những khu vực phát triển năng động của nền kinh tế thế giới như châu Á, Trung Đông, châu Mỹ Latin và châu Phi. Đó là thị trường thuộc về các quốc gia thân thiện mà chúng tôi sẽ chuyển hướng cung cấp năng lượng. Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dầu tới các quốc gia đó đã tăng 25%. EU, Anh và Mỹ đã áp đặt các hạn chế kinh tế đối với Moscow sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt không thể làm tê liệt nền kinh tế Nga. Mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi đầu năm nay tuyên bố đồng rúp của Nga biến động thành đồng nát. Thay vào đó, các biện pháp trừng phạt của phương Tây phản tác dụng khi các quốc gia thực hiện phải vật lộn với lạm phát và giá năng lượng cao, trong khi Nga đã chuyển sang thiết lập quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với các quốc gia khác. Đầu tháng 12, EU đạt được thỏa thuận về việc đặt giá trần đối với dầu của Nga ở mức 60 đô la một thùng. Giới hạn này sẽ được xem xét 2 tháng một lần để duy trì ở mức 5% dưới mức chuẩn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Các quốc gia G7 và Australia cũng đồng ý ấn định mức giá trần 60 đô la đối với dầu từ Nga. Tuy nhiên, Moscow đã chỉ trích quyết định này, nhấn mạnh rằng họ sẽ chỉ bán dầu cho các nước trên cơ sở thị trường. Không khí lễ Giáng sinh đã len lỏi mọi nẻo đường góc phố ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tại Colombia, một đoàn tàu tựa như là bước ra từ một câu chuyện cổ tích Giáng sinh đã thắp sáng thủ đô Bogota với muôn vàn những ánh đèn lấp lánh, đưa mọi người vào không khí lễ hội cuối năm rất tưng bừng. Đoàn tàu hơi nước độc đáo mang tên Sabana này chính là tâm điểm thu hút không chỉ các bạn nhỏ mà cả rất nhiều người lớn. Được trang trí với chủ đề Giáng sinh, chuyến tàu khởi hành theo một lộ trình chở khách từ một điểm đón ở thủ đô Bogota đến một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch. Đó là nhà thờ muối ở Zipaquirá, để mọi hành khách đều có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí rộn ràng thông qua hành trình thú vị này. Đi tàu Giáng sinh là cơ hội để tất cả chúng ta cùng chia sẻ, gặp gỡ, đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè. Ánh sáng và trang trí thật tuyệt vời, tất cả đều rộn ràng, ấm áp. Chúng tôi rất vui bởi chuyến tàu này là một trải nghiệm gia đình thú vị.
để bạn được ngắm những ánh đèn Giáng sinh, cảm nhận chuyển động của đoàn tàu, ngắm nhìn lũ trẻ cơi đùa và khám phá thành phố. Nhằm tăng phần náo nhiệt, các nhạc công đã chơi những bản nhạc đầy cảm xúc để cổ vũ các hành khách cùng hát vang ca khúc Giáng sinh trong suốt chuyến đi. Đến Bogota, các du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm chuyến tàu tuyệt vời này trong suốt tháng 12. Trong bối cảnh kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng, chính quyền Italy đã sử dụng những cây thông được thắp sáng bằng năng lượng thu về từ việc đạp xe. Điều này khuyến khích người dân và du khách đến đây để đạp xe, góp phần trang trí Giáng sinh bền vững. Quảng trường Campidoglio, Italia đang tấp nập người dân và du khách cùng ngắm nhìn cây thông Noel thân thiện với môi trường. Điện đang thắp sáng cây thông được lấy từ những chiếc xe đạp ngay tại quảng trường. Mỗi người tới đây đạp xe sẽ góp điện năng dự trữ cho việc thắp sáng cây thông. Khi thiết kế không gian Giáng sinh năm nay, tôi nghĩ ngay đến việc tiết kiệm điện và năng lượng. Đó còn là mục tiêu bảo vệ môi trường. Sáng kiến này được đông đảo người dân ủng hộ. Dự kiến sẽ được nhân rộng ra vài địa điểm khác nữa. Trước đó, chính quyền thành phố Rome cũng đã đặt cây thông lớn nhất ở trung tâm quảng trường Piazza Venezia, cao 27 mét từ miền Bắc Italia và cũng sử dụng hai tấm pin mặt trời để tạo năng lượng thắp sáng. Cây thông thân thiện với môi trường đang trở thành một chiến binh mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Dài nhiều năm sưu tầm và bảo tồn các loại vật dụng và nhà cụ truyền thống của dân tộc, nghệ nhân ưu tú Đinh Công Bôn là chủ nhân của một bảo tàng nhỏ về văn hóa Hơ Rê ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Ông còn tích cực truyền dạy cho lớp trẻ hiểu về cách sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống. Không quyết tâm mà sưu tầm thì nó cũng sẽ hết đi, mất đi và sẽ không còn nữa. Một thời gian nào gần đây nữa thì sẽ hết đi, không còn. Cho nên từ đó thì tôi cũng bằng cách nào cũng phải sưu tầm cho bạn được và gìn giữ cho bạn được các cái đồ dùng vật dụng văn hóa của người đồng bào dân tộc Hơ Rê mà đặc biệt các loại nhạc cụ. Nghệ nhân ưu tú Đinh Công Bôn ở xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà có một bảo tàng nhỏ, căn phòng trên gác của ông giờ là một tài sản vô giá. Cả trăm hiện vật nhạc cụ của dân tộc Hơ Rê được sắp xếp một cách khoa học. Ông Bôn đã dòng dã hơn 10 năm để sưu tầm. Đi sưu tầm cũng vừa những cái vật dụng mà đơn giản thì mình có thể xin, bà con rất ủng hộ, cũng rất là nhiều, cũng rất tự giác cho, nhưng mà những cái vật dụng mà đồ dùng mà nó mang tính chất hồi ngày xưa là rất là đắt tiền, như là cái bộ chiêng, bộ ché gì đó, nó cả ba con trâu, hai con trâu một bộ như thế, hai ba trâu như thế, nhưng hiện nay thì nó tính về giá trị đồng thì nó rất là bình thường thôi, nhưng mà giá trị văn hóa nó thì nó rất là không thể mình nói được về cái giá trị cái về vật chất của nó. Trong một bộ sưu tập của ông Bôn có 3 chiếc nồi đồng nhỏ xíu gọi là niêu mốt, là vật quý giá nhất của người Hơ Rê xưa. Ông đã tốn khá nhiều thời gian và công sức mới sưu tầm được. Cái niêu mốt đây là cái nồi nhỏ nhất. Đây là các cụ già ngày xưa, đồng bào Hơ Rê người ta có rất là quan niệm thế này. Người ta khi mà cái mùa lúa, mùa gặt đầu tiên ấy, người ta cắt lúa về, người ta giã lúa thành gạo, người ta nấu thành cơm, nấu vào cái nồi này. Nấu người ta dọn ra giữa nhà này, là mời các thành viên trong nhà, trong đó các già làng, già, người chủ nhà trong nhà đấy. Người ta sẽ dùng cơm đó, người ta bốc, người ta ăn, mỗi người ăn một tí như này. Ông Đinh Công Bôn từng là bí thư đảng ủy xã Sơn Trung. Ông luôn đau đáu, lo lắng bản sắc văn hóa dân tộc bị mai một. Sắp xếp một công việc bận rộn, ông thường lang thang đi mua lại những vật dụng của dân tộc mình ở các bản làng. Ông cũng thường gặp gỡ các già làng để tìm hiểu về nguồn gốc và học hỏi thêm cách sử dụng các loại nhạc cụ. Ông Bôn hay đến nhà chơi, rồi tôi cũng hay đến nhà ông. Chúng tôi cùng trao đổi về cách dùng các loại nhạc cụ. Tôi thấy rất vui khi ông Bôn giữ được nhiều nhạc cụ của dân tộc Hơ Rê. Bảo tàng thu nhỏ tại nhà của ông Bôn lâu nay là điểm đến của nhiều du khách muốn tìm hiểu về văn hóa của dân tộc Hơ Rê. Ông cũng chính là người thuyết minh, đặc biệt, hơn 2 năm nay, sau khi nghỉ hưu, ông Bôn lại dành nhiều thời gian để truyền dạy cho những thanh niên người Hơ Rê cách dùng nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Ông giữ được linh hồn, bản sắc dân tộc, nhạc cụ của dân tộc Hơ Rê,
Nếu ông không giữ lại ông sưu tầm nhạc cụ đó thì chắc chắn con cháu sẽ không biết. Bản sắc văn hóa là vốn quý của mỗi dân tộc. Nghệ nhân ưu tú Đinh Công Bôn vẫn đang nỗ lực góp phần lan tỏa những giá trị di sản văn hóa của dân tộc mình để nhiều người, nhiều nơi biết.